thêm lặng vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường thưa vắng điều hiu. Đêm sầu đi trong nỗi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người. Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một bộ dàn âm thanh gồm đôi loa Mỹ Scott S10 bass 25 một chép giấy và con amply Pioneer SX 650 quý vị, cùng với con đầu CD cùng hãng Pioneer D7 quý vị. Con này thì vừa CD vừa giải mã luôn nha. Thì nếu mà sử dụng con này chúng ta không cần phải tốn một con amply giải mã đắt tiền. Đấy. Thì đây quý vị, con Pioneer SX 650 rất là đẹp tuyệt vời, hoàn hảo các chức năng nguyên zin. Phía trên là con D7 thì cũng là hoàn hảo quý vị. Đây là dòng đầu CD có giải mã nha. Chung rất là tiện lợi quý vị, vừa nghe CD và chúng ta có thể vừa giải mã trên TV xuống luôn. Và một đôi loa Scott S10 bass 25 đánh rất là hợp với amply quý vị. Không riêng gì con này, con Scott S10 thì nó rất dễ ghép amply quý vị. Đa số những dòng amply cổ thì chúng ta có thể đánh được cái đôi loa này hết. Đấy. Thì đôi loa có cái mức giá cũng rất là hợp lý thôi quý vị, trong thời điểm hiện tại mức giá 7 triệu đồng. Thì em đã bao ship cho quý vị, đôi loa này rất là đẹp luôn nha. Đấy, thùng gỗ lạng. Thì loa này em cũng có chi tiết, em cũng quay nhiều rồi quý vị. Thì hôm nay em chỉ phối ghép cái con amply này để quý vị thưởng thức cái chất âm của bộ dàn. Thì con amply này thì cũng rất là đẹp luôn quý vị. Có mức giá là hôm nay thì chỉ 4 triệu rưỡi thôi. Và con đầu Pioneer này thì giá 3 triệu 9 thôi quý vị. Thì cả bộ dàn này thì có cái mức giá là tầm 15 triệu thôi quý vị. Trên dưới 15 triệu tí xíu thôi là chúng ta có một cái bộ dàn rất là tuyệt vời để thưởng thức du dương âm nhạc rồi. Đấy. Nếu mà quý vị nghe thấy đúng gu của mình thì đây là một cái sự lựa chọn, nói chung là cũng rất đáng giá quý vị. Chất âm là nói chung rất là tuyệt vời, vượt tầm giá ha. Thì anh em nào cảm thấy đúng cái gu của mình thì liên hệ với em. Em sẽ tư vấn và nêu tất cả các cái chi tiết, thông tin chi tiết để anh em nắm được và có thể ra quyết định. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất, những cái bản phối ghép mới nhất, những cái sản phẩm mới nhất của cửa hàng mới về. Em xin chân thành cảm ơn.